Bo, con năm nay mấy tuổi rồi Bo? À, con năm nay có mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi? Quang mấy tuổi Quang? Đeo, đeo cái bịch vui Việt Kiều. 1, 2, 3 hát đi. Happy birthday to you. Happy birthday. Đã lắm anh. Đã lắm anh nghe luôn. Dạ, đeo vô để chú dùng rồi. Đã lại hai đứa luôn. Trời, bên này bác còn thổi ra cây mà bạn này ngồi rồi là. Bắt đầu ly xì. Ly xì. Rồi, ly xì. Ly xì chưa? Chưa nội. Đây là đây. Bên nào, bên nào, bên nào của ai? Không ly xì đây. Trời ơi. Quang, Quang đây, này Quang à. Quang chỉ làm đôi này hai đứa. Rồi, rồi Quang nè, Quang. Bà ngoại chia ra cho. Đó. Rồi. Mỗi đứa một tờ ấy. Rồi. Rồi, cảm ơn bà ngoại. Con sinh nhật học giỏi mà không được khóc. Nè, cái này của Đăng Quang. Đây, cái này của Đăng Quang nè. Nè, Đăng Quang bỏ đây. Không có tiền á. Trời ơi, cảm ơn anh Phong nữa, cái này bắt đầu chia ra làm đôi. Đây. Nè, Quang nè, thu cho Quang nè. Cảm ơn. Rồi, đây nè. Không có bao quá cái à, bao nè. Được rồi, không sao, không sao. Nè. Nè, tiền nè. Mẹ nó đâu rồi? Đây. Mẹ nó đâu? Trời ơi, quay mày kỹ rồi. Hỏi này của anh Phong cho Đăng Quang nè. Nè. Rồi anh Phong cho thằng Bo nè. Bo tới coi cảm ơn anh Phong. Trời ơi, tí rồi lại phụ tiền em kìa, tí không có trời. Tí ơi, nó phụ tiền nè. Tí ơi,
Không, tôi bất bình bất phụ là mất công mất biến nữa. Ô, này của con. Con lớn. Con cho 300, anh kia cho 200. Rồi xong. Cảm ơn anh Phong Thủy đi. Đấy các bạn em mình đấy.